Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục Hỏi hay quá ngay của Đi Review. Đây là một chuyên mục mới được phát sóng vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Bên mình sẽ có buổi live stream để giải đáp các thắc mắc của bạn về các sản phẩm công nghệ. Vào cuối mỗi buổi live stream, bên mình sẽ chọn ra một bạn có câu hỏi hay nhất, thú vị nhất ở hai video trước đó để dành tặng các bạn một phần quà đến từ Đi Review, có thể là cục pin dự phòng hoặc là một chiếc tai nghe Bluetooth đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay nào. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Tùng Huỳnh thì bạn có hỏi bên mình rằng: anh ơi, anh cho em hỏi, đến thời điểm hiện tại thì iPhone lock có đáng để người chúng ta lựa chọn hay không, hay là nên để dành thêm kinh phí để lên hẳn bản quốc tế ạ? Em thấy thị trường iPhone lock và hẳn rách tay hiện đang khá bất ổn, em thích sự ổn định và mượt mà nhưng chi phí bỏ ra phải tương đối rẻ một chút vì em không có điều kiện kinh tế cho lắm. Vâng, với câu hỏi này của bạn Tùng Huỳnh thì mình khuyên bạn nên mua iPhone quốc tế, bởi iPhone lock hiện tại đang bị Apple fix liên tục. Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của người dùng. Đối với bạn, bạn là người thích sự mượt mà, ổn định nên lựa chọn một phiên bản quốc tế chính là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Đến với câu hỏi tiếp theo, bạn Thức Dương có hỏi bên mình rằng: anh ơi, chip P22 hay A22 chip nào mạnh hơn? Thì đối với hai chip này của nhà MediaTek thì mình xin khẳng định rằng chip Helio P22 sẽ mạnh hơn. Với một số bài test mình có thử thì chip Helio P22 có đạt điểm số khoảng 78.000 điểm AnTuTu và CPU khoảng 11.000 điểm. Con chip Helio P22 hiện cũng được khá nhiều các nhà sản xuất smartphone lựa chọn ở trong phân khúc giá rẻ như Redmi C2 này, Vivo i12, i15 hay Nokia 3.1 Plus. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Viên Nguyễn thì bạn có hỏi: anh ơi, cho em hỏi, điện thoại từ 4 đến 5 triệu mình nên mua điện thoại nào tốt hơn, chơi game tốt, pin trâu, màn hình mượt vậy anh? Cùng một nội dung đấy thì bạn Minh 259 Lê Thanh có hỏi: anh ơi, con Redmi Note 7 của em chơi Liên Quân đôi lúc bị lag, 2 năm sau em sẽ có 4 triệu, không biết nên mua máy gì dùng lâu dài, chơi game thôi anh, mong được anh trả lời. Vâng, cảm ơn câu hỏi của hai bạn. Nhưng mà bạn Minh thì có hỏi 2 năm sau bạn có 4 triệu. Tuy nhiên 2 năm sau ở phân khúc 4 triệu thì thị trường sẽ thay đổi khá nhiều. Vì vậy, ở trong câu này thì mình sẽ tư vấn cho hai bạn ở phân khúc 4 đến 5 triệu nên lựa chọn chiếc smartphone nào tốt nhất để chơi game. Ở trong phân khúc 4 đến 5 triệu thì mình nhận thấy có chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro, có thể nói là một chiếc smartphone tốt nhất đối với các game thủ trong phân khúc giá rẻ. Xiaomi Redmi Note 7 Pro có chip Snapdragon 675 này, RAM tùy chọn 4-6GB, pin 4000mAh. Vì vậy, đây là một chiếc máy không thể hoàn hảo hơn đối với các game thủ ở trong phân khúc giá rẻ đấy. Chuyển đến câu hỏi tiếp theo đến từ bạn TikTok PUBG. Mình thấy bạn hỏi khá nhiều trên kênh. Bạn hỏi: mới đây Huawei mới ra mắt hệ điều hành mới, không phải Homing OS như đồn đại mà là Harmony OS cho smartphone, smartwatch, TV. Đặc biệt người dùng không thể rút máy. Anh nghĩ sao về hệ điều hành này? Thì vài năm gần đây, chuyện các nhà sản xuất smartphone tự làm hệ điều hành riêng cũng không có gì lạ. Với Harmony OS, Huawei đang nỗ lực để phát triển hệ sinh thái riêng cho mình, bao gồm cả TV, điện thoại, smartphone, tương tự như cách Apple đang làm với các sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, một hệ điều hành mới mà thay thế iOS và Android cực kỳ khó, bởi những ứng dụng của hai hệ điều hành này quá là phong phú và đa dạng. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn anh Hoàng Nguyễn, bạn có hỏi: chip Snapdragon và chip Kirin chip nào ổn định hơn, như độ mượt, tốc độ lốp, khả năng đa nhiệm thì cái nào hơn ạ? Kiểu cấu hình ngang nhau, vì mình đang phân vân giữa Xiaomi và Honor. Với câu hỏi này thì mình xin khẳng định luôn là chip Snapdragon luôn ổn định hơn Kirin. Nếu bạn đang so sánh hai máy cùng cấu hình, chip Snapdragon luôn vượt trội hơn Kirin ở khoản GPU. Điều này giúp chúng ta chơi game và xử lý các ứng dụng nặng mượt mà hơn hẳn so với chip đến từ Huawei đấy. Trên đây là những câu hỏi của số hỏi hay quá ngay số thứ 6. Và thứ 6 tuần này, bên mình sẽ tổ chức buổi live stream để giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về các sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, cuối buổi live stream, mình sẽ chọn ra một bạn có câu hỏi hay nhất, thú vị nhất ở video này và video phía trước để tặng các bạn một phần quà đến từ Đi Review. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.